À, trước khi mình bắt đầu mình hỏi các bạn này xíu nè, tại vì trong nhà mình nó cũng có mấy người em á, mà tụi nó có đứa thì nó có rất là nhiều ý chí, có đứa thì nó đi Canada, có đứa nó tìm cách đi nước này nước kia, nhưng mà có đứa nó không thèm xin việc làm luôn á, nó ngồi ở nhà thôi để ba mẹ nuôi. Thì mình không hiểu là anh chị em của các bạn hay là các bạn còn trẻ giống như tuổi cháu của mình nữa, bây giờ mấy bạn nói cho mình nghe kinh nghiệm cá nhân của các bạn là sao, mấy cái người mà lớn tuổi hơn các bạn hay là trẻ tuổi hơn các bạn bây giờ đang, cái thế hệ trẻ Việt Nam nó có đang cái xu hướng đó là nó không thèm lo cho tương lai của tụi nó luôn á, nó ngồi một là nó chơi game, hai là nó đi lang thang rồi nó sống phụ thuộc vào ba mẹ. Các bạn có cảm giác vậy không, hay là tại vì mình có tới hai ba đứa em nó giống y chang vậy luôn á, mà tụi nó hồi xưa tụi nó học cực giỏi nha, nhưng mà bây giờ ra trường cái nó không xin được việc làm, cái xong rồi nó nản, nó nản xong mà cuối cùng là nó bỏ luôn cuộc đời nó luôn á. Mình không hiểu, từng bạn nói giùm mình cái từ nhỏ tới lớn đi, Phúc nói trước đi rồi tới Liên rồi tới An để mình coi coi mọi người nghĩ sao. Thấy cứ học ra xong rồi cứ đi làm thôi chứ không có ý định tới nước ngoài. Có nhiều người con cũng đề cập tới vấn đề đi nước ngoài, tại vì con thấy họ có bằng cao đẳng đại học rồi đó thầy. Đủ điều kiện đúng không mà họ không Đúng quan rồi, tâm. mà họ không quan tâm, họ không có kiểu giống như là họ sợ đi nước ngoài, nghĩ đi nước ngoài khó rồi vậy á, mà Đúng rồi, đúng không rồi. quan tâm luôn. Nhưng mà họ vẫn có công ăn việc làm đúng không? Họ không có phải là không có ý chí luôn, đúng không? Cứ kiếm việc khoảng từ 6-7 triệu tới 10 triệu là họ thấy an tâm rồi, là họ cứ ở đây cứ làm việc hoài. Rồi rồi rồi, ok. Đã có nghĩa là họ coi như là an toàn á, công việc an toàn ổn định suốt cuộc đời rồi Nghe tới nói tiếng Anh rồi là họ sợ lắm, họ không đó. có chưa bắt đầu mà họ đã sợ rồi. Rồi. Thì có nghĩa là phân tích cái trường hợp đó thì mình đơn giản là mình là lý do là từ hồi học phổ thông á, tiếng Anh của họ nó bị trở ngại nên họ sợ. Nói vậy thôi. Và thứ hai nữa, mình đoán luôn là họ sống ở đâu, ở ở Biên Hòa hay Đồng Nai, hoặc là giỏi lắm họ lên Sài Gòn thôi, chứ họ không có đi mấy cái tỉnh khác, cho dù đi chơi họ cũng không cần đi nữa, chứ đừng có nói là đi ấy. Tại vì đi ra khỏi cái vùng đó là họ đã thấy sợ, về miền Trung là họ thấy sợ, hoặc là đi ra miền Bắc là họ thấy sợ rồi, chứ đừng có nói đi nước này nước kia đi du lịch. Thôi mình nghĩ là như vậy. Rồi còn trường hợp gia đình Liên thì sao, mấy anh chị em rồi việc làm rồi ok hết không? Dạ, ở ở khu vực của em á thì em thấy kiểu là kiểu vùng nó cũng hơi quê một chút anh, cho Rồi nên là cái tư duy ổn định nó hình thành từ lâu rồi anh, cho nên rồi nó là kiểu nhà có đất có vườn thì thôi cứ ở đây sống khoay khỏa qua qua ngày thôi đúng là rồi, ok rồi, không cái không đó nhất thiết rất là là phải đi xa. đúng rồi, cái đó là mấy đứa em mình nó y chang luôn á, là nó ở quê là ở Quảng Ngãi, chứ không có đứa nào mà ở Sài Gòn mà có cái tư duy vậy. Tại vì ở Sài Gòn ngồi ở nhà nó không có bạn chơi luôn á, ở ngoài quê là nó có sẵn hết gà vịt rồi có ba mẹ nó nuôi rồi, vườn rồi có rau của bà ngoại bà nội rồi, nó không có sợ vậy đó. Bà nội nó có trồng lúa nữa nên nó không có sợ đói bụng đâu. Ba nó thì hối nó đi Sài Gòn đi nước ngoài giống như anh chị em của nó, nhưng mà nó không đi, rồi nó không đi, nó ngồi ở nhà nó chơi thôi, nó kêu con thích ở đây à. Mà trong khi đó là mình biết tiếng Anh nó cũng khá khá chứ không đến nỗi là quá tệ, tại nó có học về IT, học cao đẳng đâu này nọ. Rồi Liên Liên nói tiếp ý của Liên đi. Rồi mấy chị em, anh chị em đó sao, mấy anh chị em đó là cứ ở nhà vậy thôi hả? Đúng rồi anh, sẽ kiếm việc làm. Có một số ví dụ như mà ba mẹ có nền tảng rồi thì mở ra buôn bán, Cho mấy đứa làm nhỏ vườn là này kia thôi. Đúng rồi, cho mấy đứa nhỏ làm rồi kiểu mà học không có quá nhiều á anh, cho nên là cái tư duy nó sẽ không có nghĩ xa ở ngoài, cho nên là cứ nối nghiệp ba mẹ thôi, thì cứ ổn định ở đây rồi tầm tầm 20 là lấy chồng lấy vợ hết rồi, có em còn sót lại thôi. rồi xong là về là coi như là ai đi đâu đó thì đi, còn người nào mà ở lại đó là coi như lo hết tài sản rồi đất đai của ba mẹ, rồi là coi như là giao lại cho gia đình đó đúng không, lấy Dạ, chồng lấy đúng vợ rồi, rồi. đúng rồi. Hoặc là chia, ví dụ như có mấy anh em hai ba anh em gì đó thì chia ba ra, chia hai gì đó rồi là xong rồi. Dạ. Dạ, Ok lấy chồng lấy vợ là coi như hết rồi đó anh, là coi như là ổn định gia đình rồi đó. rồi 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 ok. Nhà Liên thì anh đi ra ngoài rồi, còn có Liên ở với ba mẹ thôi đúng không? Dạ. Rồi ok, rồi bây giờ nói hỏi thêm bạn An nữa rồi mình bắt đầu vô mấy chủ đề của ngày hôm nay. An ơi, bên chỗ em sao, bạn bè luôn nha, chứ không phải anh chị em gia đình không đâu nha, nếu mà biết có trường hợp bạn bè gì khác mà, thì mình sợ cái thế hệ mà tiếp theo á tụi nó không có động lực để tụi nó phấn đấu luôn á, mình không hiểu tại sao luôn á. Em thì hiện tại nếu mà bạn của em mà đủ điều kiện đi nước ngoài á, thì khi mà em nói vấn đề đi nước ngoài họ lại cứ tư duy là ở Việt Nam có tiền là vui rồi, là thoải mái rồi, Sướng nhất. em là sướng nhất rồi. Em mới phân tích những cái yếu tố mà tại sao mà nên đi nước ngoài đầu này kia. Nếu mà ở Việt Nam mà có tiền mà muốn ăn thực phẩm sạch thì nó cũng khó nữa. Mà nếu tại sao mà mình không lựa chọn thì có thêm một cái quốc tịch để sau này
có một cái sự hỗ trợ cho con cái, rồi con cái mình nó phát triển cho một đất nước phát triển nó tốt hơn, thì họ cũng bàn ra không. Em có những người anh là họ đầu tư vào crypto á thầy, cũng có tài sản nhiều lắm nha, nhưng mà khi mà đề cập đi nước ngoài là họ cứ bàn ra không à. Còn những mà nhân sự dưới em á, thì em thấy cái năng nổ trong công việc thì hiện tại mấy cái bạn mà Gen Z á, họ không có bằng những cái bạn tuổi trước đó nữa. Cái động lực cố gắng trong công việc, bất cứ công việc nào cũng không có bằng mấy bạn trước đó. Dường như là bây giờ mấy bạn kiểu là làm được không được thì thôi nghỉ về nhà vậy thôi, chứ không có cần động lực là phải làm cố gắng hết sức trong công việc để thăng tiến đồ này kia các kiểu. Lúc em học đại học là em phải đi làm thêm tất cả các công việc, từ phục vụ rồi xong rồi đi làm qua nhà hàng, rồi đi qua làm pha chế bartender, làm đủ kiểu công việc để mình có thể mình tiếp tục cái công việc học của mình. Xong khi đó mình tốt nghiệp, mình được công ty nhận vào làm thì mình rất là mừng, rất là trân trọng cái công việc để mình làm cố gắng hết sức để mình phát triển sau này. Còn mấy bạn sau này là tuyển vô làm được thì được, không được thì 1-2 tháng viết đơn xin nghỉ, không có cố gắng gì chứ. Rồi còn cái vụ mà đóng tiền học đại học là em lo hay là ba mẹ hỗ trợ nữa hay là sao? Tại em học đại học công lập á thầy, thì tiền học nó cũng, học phí nó rất là rẻ, thì ở tỉnh em có hỗ trợ việc cho sinh viên vay vốn để đóng học phí á thầy. Ồ, có chuyện đó nữa. Dạ, em vay em đóng thôi. Còn chi phí sinh hoạt thì mình có thể đi làm thêm, mình trang trải được. Rồi, ok. Mình không có sợ mấy bạn mà không muốn học thêm cái gì hết á, đó nên mấy bạn đó là không thể nào mà ấy được, không thể nào mà đem qua đây được đó, mà trong khi đó là nó đủ điều kiện đấy nha, nó chỉ cần thi tiếng Anh nữa là đủ điều kiện đi học, rồi ba mẹ cho đi học luôn á, anh nó sẵn sàng hỗ trợ nó học luôn á. Nhưng mà cuối cùng là thấy không ổn nên mình thôi. Tại vì cái quan trọng nhất của các bạn mà không muốn á là rất là khó để cho người ta đẩy, giống như một quả cầu tuyết đi, bạn thấy mà nếu mà nó do lại hình tròn á thì nó rất là dễ đẩy, mà bạn để nó thành một cái cục hình gì đó ngoài hình tròn ra là rất là khó đó, nên rất là khó để mà mấy bạn đó mà muốn phát triển là phải để cho mấy bạn đó tìm cái động lực nào ở đâu đó chứ rất là khó. Cho các bạn đó mà để ba mẹ gặp kiểu đó là ở nước ngoài là nó cho ra ngoài hết à. Ở Việt Nam mình còn cu mang con cái chứ ở đây ba mẹ bên này là mười mấy tuổi là nó cho đi rồi, nó không đem về lại nha. Đã đi ra khỏi nhà rồi là không có về lại ở với ba mẹ nha. Tại bên này á là nó khác, nó là giống như kiểu là gia đình có thể là 3-4-5 thế hệ gì đó, nhưng mà vấn đề ở đây là không có chuyện là ok, tôi chỉ có tới nhà của anh rồi xong rồi con cái gì hoặc là gì tới nhà ba mẹ một thời gian khoảng chừng vài ngày để hỗ trợ vậy thôi, chứ không có chuyện là về đó mà ở luôn. Nó là như vậy, văn hóa hai nước nó khác nhau. Rồi, ok, nó vậy mình hiểu rồi đó. Tại lý do mấy bạn đó là ba mẹ đùm bọc kỹ quá. Như dạ. Cả, mà nhất là con Út nữa, con Út đùm bọc nữa. Bởi vì thằng em Út của mình nó qua đây, nó sinh năm 88, mà qua đây tới giờ này mà nó chưa có căn nhà đầu tiên đó. Nó mua rồi nhưng mà người ta chưa giao luôn. Mà nó ở đây là có quốc tịch rồi, hết rồi là 10 năm rồi. Mình dẫn nó qua đây từ năm 2011. Nó ở đây 12 năm rồi, mà giờ này nó mới có căn nhà đầu tiên. Đó, là các bạn thấy đó, là em Út ở nhà là thương chiều quá đó. Đến nỗi mà mình kể các bạn nghe là đến nỗi mà đến khi nó đi xin việc ở bên Út này luôn á, là mình gọi điện thoại tới công ty đó, mình lo hết thì ATZ là lấy điện thoại của nó. Tên tiếng Anh nó tên Ben, nó Ben rồi xong rồi muốn tới đó phỏng vấn đồ này nọ rồi này đó. Lúc đó nó mới qua, nó còn chưa tiếng Anh gì đó. Mình nói thì ATZ rồi phỏng vấn qua điện thoại, mình nói y chang, mình coi như đóng vai nó luôn. Cái xong tới khi phỏng vấn thấy luôn á, nó kêu tôi không muốn đi làm. Đến vậy luôn đó, xong rồi phỏng vấn xong rồi đem nó tới chỗ làm, nó cũng cách khoảng 3 cây số gì đó, rồi xong nó tới rồi kêu đi vô phỏng vấn đi cho tao chở mày tới rồi nè, vô phỏng vấn. Cái xong vô phỏng vấn xong sau đó không biết nó nói gì, không biết là cuối cùng cũng đậu, thì người ta cho rửa chén thôi, rửa chén trong cái tiệm pizza cũng rất là lớn, nhà hàng ăn uống đồ. Rồi sau đó thì cuối cùng là từ từ thấy đi làm nó có tiền rồi đó, lúc đó nó học qua học tiếng Anh đó. Rồi cuối cùng là nó cũng có tiền, thì người ta trả lúc đó là 10 mấy đồng, 12, 13, 14 đồng, từ lên làm trả được 20 đồng. Nó có tiền rồi bắt đầu mình mới không cho nó thêm tiền gì, nó tự nó lo được hết rồi đó. Khoảng chừng 6 tháng cho tới 1 năm thì nó mới tự lo được hết. Là động lực ở đây á, mình nghĩ là thứ nhất á, là ở Việt Nam á, là lý do là nó bị thất nghiệp nhiều quá, với lại cái người Việt Nam nó đông quá đúng không, các bạn thấy không?
100 triệu. Dạ, nhiều người quá mà công việc thì nó không đủ. Nên nó cảm giác nó nói đi làm 5-7 triệu gì đó, ở nhà với ba mẹ cũng nuôi mà đi làm cũng không có dư. Đó là một phần. Thứ nhất là động lực trong đầu nó đã không có rồi nè. Thứ hai nữa là cho dù nó cảm giác là tôi đi làm tôi được 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Nhưng mà ba mẹ tôi thì vẫn cho tôi đúng số tiền đó. Cái chuyện mà giống như là ở bên Úc này, cái kiểu là đi ra làm thì lương làm cho là 50.000, 60.000. Lương bình thường á, cái người bình thường, lao động bình thường á là mỗi tuần khoảng 1.000 đồng. Nhưng mà chính phủ mà nuôi á, là chính phủ cũng đã nuôi tới 20.000, 30.000 rồi. Nếu người nào mà không cần quá nhiều tiền thì chính phủ nó nuôi cũng không có chết được. Đó, chính phủ bên này á, là thay cho cha mẹ bên Việt Nam. Bên Úc nó bị lỗi một cái là chính phủ à. Thì đó, mình thấy nó như vậy. Thì câu chuyện em mình cũng vậy đó. Cũng qua bên này rồi xong rồi nó cũng đâu có gì đâu. Rồi xong rồi cũng có đi cày rồi lấy vợ rồi xong rồi đi làm. Bây giờ nó mới vừa mở cái doanh nghiệp cà phê của nó cách đây khoảng chừng mấy năm á. 4 năm, 3 năm gì đó. Nhưng mà nó cũng đâu có làm gì đâu. Thuê người làm hết từ đầu cuối rồi. Với lại nó làm chung với một bà chị họ của mình nữa. Đó. Rồi hai anh em nó làm chung với nhau á. Rồi mình cũng không có coi ngó mấy doanh nghiệp đó. Mình thấy nó cũng từ từ nó cũng lên. Nhưng mà vấn đề đây là nó làm rất là chậm. Các bạn hiểu không? Mười mấy năm rồi mà chưa có cái nhà. Xe đồ trả góp đồ này nọ đó. Không mua mấy cái xe cũ để dứt điểm luôn. Mua xe 5-7 ngàn được rồi. Đi mua xe xịn mười mấy 20 ngàn chi rồi để mình trả góp nó rất là phiền. Đó. Mình nói mình chia mấy câu chuyện này để cho các bạn hiểu là làm việc với lại trong cái cuộc sống á, thì cái phần đầu, cái đầu của các bạn là quan trọng nhất. Tiếp theo nữa là tới phần tài chính. Tài chính của các bạn á, là làm cái gì á, phải dứt điểm. Ví dụ như mua xe là không có nên mua trả góp. Thì xe thì mình chỉ để là phương tiện đi lại thôi mà. Và đặc biệt cái bên Úc này nó cũng chẳng kè cái thằng đi Lamborghini với cái thằng đi Toyota, nó cũng là hai thằng bình thường, hai thằng bạn nhau bình thường, chẳng có nào hơn nào vậy đó. Đó. Còn Việt Nam thì có thể là tầng lớp giàu có rồi nó khác, chứ bên này mình thấy như nhau. Thì mình nói cho các bạn biết rồi, ok, khúc đầu thì nói chuyện với mọi người để mọi người hiểu cuộc sống nó vậy.